Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các toán tử tiếp theo trong phần lập trình về với Java. Thì ở trong bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các toán tử, và phần đầu tiên là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về toán tử đơn phương. Đây là một toán tử mà chỉ bao gồm một toán hạng và nó cho phép chúng ta thực hiện những cái thao tác chỉ cần một toán hạng. Ví dụ như là chúng ta có thể dùng các cái số, các cái dấu cho các giá trị số, tăng giảm giá trị cho các số, cũng như là có thể là phủ định của một cái giá trị logic, đảo ngược giá trị logic. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về toán tử đơn phương. Chúng ta sẽ có ví dụ đầu tiên. Ở đây chúng ta sẽ đặt là ví dụ toán tử đơn phương. Toán tử đơn phương này thì còn được gọi tên là toán tử là unary operator, tức là những toán tử mà chỉ bao gồm là một toán hạng. Chúng ta đã biết là thông thường là các toán tử như hôm trước chúng ta học là sẽ có từ hai hay nhiều toán hạng trở lên. Ví dụ các bạn có hai số là a cộng b. Tuy nhiên với những toán tử đơn phương này thì chúng ta chỉ bao gồm một toán hạng thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một biến double số bằng 5.2, 5.3, và chúng ta có biến thứ hai là kết quả. Tiếp theo chúng ta có cái biến là boolean tên là is valid, chúng ta đặt cho nó giá trị bằng false, và chúng ta sẽ sử dụng toán tử đơn phương để thực hiện những thao tác với cái giá trị của biến số này. Đầu tiên chúng ta sẽ có là in ra, thì ở đây là chúng ta đang in ra cái số và chúng ta có một dấu cộng đằng trước. Khi chúng ta đặt dấu cộng đằng trước một cái biến ấy, thì có nghĩa là chúng ta đặt cho cái giá trị biến này là số dương. Thực ra toán tử này thì cũng không thực sự cần thiết, bởi lẽ là số dương thì sẽ là mặc định rồi. Đấy. Và chúng ta có thể là thử các giá trị khác. Ví dụ như ở đây chúng ta đặt là trừ số đó, thì chúng ta có thể sẽ nhìn thấy là trong câu lệnh ở trên thì chúng ta vẫn sẽ in ra là 5.3, còn trong câu lệnh bên dưới thì kết quả sẽ là âm 5.3. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là khi chúng ta đặt dấu âm đằng trước một cái giá trị số thì chúng ta đã sử dụng toán tử đơn phương để chúng ta là in ra cái số giá trị âm của cái số của chúng ta. Cái thứ ba mình copy cho nó nhanh là toán tử là cộng cộng. Cộng cộng và bên dưới là trừ trừ. Vậy hai cái cộng cộng và trừ trừ này thì ý nghĩa là như thế nào? Đây là hai cái giá trị, hai cái toán tử mà được dùng rất nhiều ở trong các cái câu lệnh ở trong Java cũng như trong các ngôn ngữ lập trình khác. Toán tử cộng cộng này thì có thể nói là nó sẽ tương đương với một cái câu lệnh tăng giá trị của biến số lên một đơn vị. Cộng cộng số thì sẽ có ý nghĩa là số bằng số cộng một đó. Thì như vậy là các bạn hoàn toàn có thể là sẽ viết tắt được khi mà chúng ta sử dụng cái cộng cộng này. Thế còn trừ trừ ấy, thì nó cũng là một cái câu lệnh viết tắt, là viết tắt của cái phép tính là trừ giá trị của cái biến số đi một đơn vị, thì nó sẽ tương đương với lệnh nó là số bằng
số trừ 1. Đó, thì như vậy các bạn nhớ. Tuy nhiên ở đây thì mình cũng muốn nói thêm với các bạn về sự phân biệt giữa hai cái, tức là cộng cộng số và số cộng cộng. Đây là hai giá trị khác hẳn nhau, đúng không? Mặc dù là cùng cú pháp, tuy nhiên thì kết quả nó sẽ khác nhau. Nếu chúng ta đặt dấu cộng ở đằng trước, cộng cộng số, thì có nghĩa là giá trị của biến số sẽ được tăng lên một đơn vị. Và được bao nhiêu thì sẽ biến số này sẽ được đưa vào trong chương trình. Thế còn số cộng cộng thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là giá trị biến số sẽ được đưa vào đánh giá, tính toán trong biểu thức trước, sau đó thì mới tăng giá trị biến số lên một đơn vị. Như vậy là kết quả của hai cái cú pháp này ấy, thì đều tăng giá trị của biến số lên một đơn vị. Tuy nhiên thì hai cái cú pháp này nó khác nhau ở chỗ là nếu mà ta đặt dấu cộng nó trước thì biến số sẽ được cộng giá trị lên trước rồi mới đưa vào trong biểu thức. Còn nếu mà ta đặt dấu cộng ở phía sau biến thì giá trị biến sẽ được đánh giá trong biểu thức rồi cuối cùng thì mới được tăng giá trị số lên một đơn vị. Thì có một lưu ý để các bạn nắm được. Và chúng ta sẽ in tiếp ra giá trị phủ định của biến is valid. Phủ định được thể hiện bằng cái dấu là chấm than. Ở trong bài viết thì tên biến đặt là giá trị sai, tuy nhiên trong bài demo thực hành này thì có thể nó sẽ khác một chút, tuy nhiên về bản chất thì sẽ không thay đổi cái kết quả của chương trình. Đấy. Đấy. Chú ý là ở trong NetBean nếu mà chương trình nó dài, các bạn hoàn toàn có thể là gì ạ? Dùng cái dấu phím tắt, đó là Ctrl cách, để các bạn hiển thị ra cái tên biến, bởi vì một chương trình dài có thể có rất nhiều biến, chúng ta cũng không nhớ được hết. Đấy, thì ở đây chúng ta dùng cái dấu chấm than để thể hiện là một cái giá trị nghịch đảo hay là phủ định của một cái giá trị logic. Thì trong Java thì logic nó có hai giá trị, đó là true và false. Thì khi mà chúng ta đặt ở phía trên ấy là is valid bằng false thì phủ định của is valid thì sẽ trả về giá trị là true. Và chúng ta có thể nhìn thấy trong kết quả của chương trình là chúng ta đã in ra được kết quả là true. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về toán thuyết đơn phương ở trong bài học ngày hôm nay. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.